Chào mừng các bạn đã đến với Headstone Music. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lên dây đàn live. Lên dây đàn là điều chỉnh dây đàn đến một cao độ cụ thể. Để dễ hình dung cho người mới tập thì cao độ chính là các nốt nhạc Do, Re, Mi, Fa, Sol. Khi mới bắt đầu học đàn live thì chúng ta nên lên dây đàn ở tông đô trưởng, là tông chỉ gồm các nốt nhạc Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si mà không có chứa các dấu thăng và dấu dáng. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về sơ đồ nốt của đàn live 10 giây và 16 giây. Các nốt nhạc trên đàn live được bố trí theo thứ tự cao độ tăng dần từ trái qua phải. Đối với đàn live 16 giây thì nốt thấp nhất là nốt Sol ở quãng 3, ký hiệu là G3, và nốt cao nhất là nốt La ở quãng 5, ký hiệu là A5. Còn đối với đàn live 10 giây thì nốt thấp nhất là nốt Sol ở quãng 3, ký hiệu là G3, và nốt cao nhất là nốt Si ở quãng 4, ký hiệu là B4. Trong các tép nhạc thì các bạn sẽ thường thấy các ký hiệu dấu chấm và dấu phẩy. Về bản chất thì các dấu này là như nhau. Dấu phẩy phía trước nốt nhạc tương đương với dấu chấm phía dưới nốt nhạc, có nghĩa là ở quãng thấp. Còn dấu phẩy phía sau nốt nhạc sẽ tương đương với dấu chấm ở phía trên nốt nhạc, có nghĩa là ở quãng cao. Các bạn có thể thấy ở bảng quy đổi. Để chỉnh dây, các bạn cần chuẩn bị các dụng cụ sau. Đầu tiên là dụng cụ lên dây. Dụng cụ này sẽ được tặng kèm khi các bạn mua đàn tại Headstone Music. Thứ hai là điện thoại thông minh. Để đo cao độ các nốt, ta thường sử dụng hai ứng dụng sau. Một là DaTuner trên điện thoại Android và hai là InStuner đối với hệ điều hành iOS. Hai ứng dụng này có giao diện gần giống nhau. Sẽ có 4 phần chính mà các bạn cần phải quan tâm. Đầu tiên là phần chữ. Thì các chữ cái C, D, E, F, G, A, B là ký hiệu của các nốt nhạc từ Do đến Si. Thứ hai là phần số, là các số nhỏ ở phía dưới phần chữ. Thì các số này sẽ thể hiện quãng của nốt nhạc. Ví dụ G3 là nốt Sol ở quãng 3, A5 là nốt La ở quãng 5. Số càng lớn nghĩa là nốt đó ở quãng càng cao, tức là âm thanh sẽ cao hơn. Thứ ba là các ký hiệu thăng và dáng, thường sẽ được ghi nhỏ ở phía bên trên chữ cái. Khi chỉnh đàn ở tông đô trưởng thì các nốt sẽ không được có các dấu thăng và dấu dáng. Nếu xuất hiện các dấu này thì đồng nghĩa là cao độ của dây chưa đúng. Cuối cùng là thanh cao độ. Khi chúng ta chỉnh cao độ thì thanh này sẽ dao động quanh vị trí chính giữa. Bây giờ mình sẽ chỉnh các dây để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Các bạn sử dụng dụng cụ lên dây, đặt lên đầu của trục vặn dây sao cho trục vừa khít với lỗ của dụng cụ lên dây. Để tăng cao độ của dây, các bạn vặn theo chiều kim đồng hồ. Và ngược lại, để giảm cao độ của dây, các bạn vặn ngược chiều kim đồng hồ. Lưu ý là khi lên dây, các bạn nên lựa chỗ kín, ít tiếng ồn xung quanh để tránh tạp âm gây nhiễu, làm cho ứng dụng hiển thị các nốt thay đổi liên tục. Mình sẽ chỉnh thử một dây cho các bạn xem. Đầu tiên, các bạn mở ứng dụng đo cao độ của nốt lên. Đối với ứng dụng DaTuner trên điện thoại Android thì các bạn sẽ chọn vào mục Automatic Chromatic Tuning. Sau đó các bạn đưa điện thoại vào sát đàn để ứng dụng có thể đo được âm thanh một cách rõ nhất. Các bạn dùng dụng cụ lên dây đặt vào đầu của trục vặn dây. Dùng tay gãi phần giữa của dây đàn. Khi gãi, các bạn gãi với lực mạnh và đồng thời thì dùng tay còn lại giữ các dây xung quanh để tránh các dây này dao động cộng hưởng, làm ứng dụng hiển thị các nốt thay đổi liên tục. Khi gãy thì trên màn hình sẽ hiện lên cao độ của dây. Các bạn so sánh với cao độ chuẩn của dây. Ở đây mình đang chỉnh dây B4. Khi so sánh thì các bạn cần chú ý cả phần chữ lẫn phần số. Bởi vì có rất nhiều bạn chỉ chú ý tới phần chữ mà không chú ý đến phần số, dẫn đến chỉnh sai quãng. Thường là các bạn sẽ chỉnh quãng cao hơn, làm cho dây đàn bị căng và đứt. Ở đây màn hình hiện lên A4. Cao độ chuẩn của mình là B4, nghĩa là dây đang thấp hơn, mình cần tăng cao độ của dây, nên mình sẽ vặn theo chiều kim đồng hồ. Lưu ý khi vặn, các bạn cần làm cẩn thận và vặn từ từ, nhích từng chút một để tránh làm cao độ lệch quá nhiều.
Khi thanh cao độ về gần điểm giữa thì là được rồi, không nhất thiết phải về chính xác điểm giữa hoặc là hiển thị ra màu xanh. Lưu ý trước khi chơi các bạn cần phải kiểm tra lại dây đàn thường xuyên, bởi vì đàn live cũng như nhạc cụ bộ dây nói chung hay bị giãn dây khiến cao độ của dây bị giảm. Đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường, do đó mỗi lần chơi bạn cần phải chỉnh lại cao độ của dây cho chuẩn. Sau một thời gian thì dây đàn live sẽ ổn định và có độ đàn hồi tốt hơn, âm thanh sẽ ngày càng hay hơn. Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách lên dây đàn live. Hy vọng các bạn sẽ thích video này và đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!